Kumma Kalyan Tuleva Chala Hala Visame Yakkayan Tapanaya Kirtanta Sambhike Nyam Muni Varavachana Sathavo Me Sunato Ammat Savanakalo Ayam Padanta Dhamma Savanakalo Ayam Padanta Dhamma Savanakalo Ayam Padanta Buddha Ratana Pat Nama Lễ bái Phật bảo Nam Mô Bát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Bát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Bát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Phần Tam Quy Thi Sa Ra Nề Na Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Dutiyami Buddham Saranam Gacchami Dutiyami Dhammam Saranam Gacchami Dutiyami Sangham Saranam Gacchami Tatiyami Buddham Saranam Gacchami Tatiyami Dhammam Saranam Gacchami Tatiyami Sangham Saranam Gacchami Phần ngũ giới Panchasilani Eka Eka Pana Tibata Vedamani Sikkhaparam Samariyami Di Arinadana Vedamani Sikkhaparam Samariyami Di Kame Subhachachara Vedamani Sikkhaparam Samariyami Chatu Musawada Vedamani Sikkhaparam Samariyami Bành Surahmai Prayamachapamadathana Vedamani Sikkhaparam Samariyami Dhammadasana Yajanagatha Bài tụng Pháp Sư Brahma Chaloka Tibati Sanabati Katam Chale Anjivaram Ayajapha Sanktiha Satta Parajakhajatika Deshe Tuthamman Anuthambhimam Vacham Sathammaphele Vinayam Chakayam Sutam Chabandham Aphithammacammam Aho Tayanto Chatusakcharandam Pabodhanaye Parisayamache Evam Sahamati Kama Parayavantam Ayachattha Tunhi Parvena Tambutho Kalmena Nathiva Sayatana Uthaya Padena Miradayam Tato Gato Panchavakyayo Naye Aman Padesi Thamo Tato Bhakuti Sambutho Anuna Kamadesanam Mak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 
na sa tu ai yo pam te de se tu ham ma de sa nang sa pa li ha pa ri sa ya na nu ka mam pi ta ve nam mô bút tha ya nam mô tham ma ya nam mô sang kha ya thật tế học viên lớp vi dự pháp cơ bản xin trang nghiêm thân hội thành
tâm tri ân sâu sắc đến quý Chư Tăng, Thầy Tổ, các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay đã quá vãng, đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp. Nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành gây dựng các lớp học vi diệu pháp, sự soạn giảng công phu các bài dạy sẽ mang lại quả sức khỏe, trí tuệ và sự an vui trong giây phút hiện tại cũng thành tựu viên mãn cho thầy hoàn cảnh. Còn từ trước lớp học xin cổ vũ sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp chăm chỉ, nghiêm túc, tha thiết, kiên trì của toàn thể thiện hữu trong gương để duy trì lớp học cho đến ngày hôm nay. Cầu cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp, nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc, vượt thoát phiền não, không bị rơi vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho cả lớp. Kính thưa thầy kinh, hôm nay là ngày Chủ nhật 25 tháng 4 năm 2021, là tiết học thứ 117 của lớp vi diệu pháp cơ bản. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy quan hỷ lên lớp, xin chúc cho cả lớp có được thêm một buổi học với nhiều chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khaya. Dạ, chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ không? Alo. Dạ, rồi, cảm ơn. Rồi, hôm nay chúng ta đi vào buổi học thứ 117. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần về thiền quán, Vipassana ha. Rồi, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadayami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma sambuddhammatulang sasattham aganuttamang apivadiyapasissang avikhammatthasang kahang. Con xin thành kính lãnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. À, Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khaya. Hôm nay mình chương trình vẫn như cũ ha, đọc Pali trước rồi sau đó chúng ta đi vào phần bài học. À, xin mời đồng triều Boss Bài, mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau hai phiên đọc ha. Xin chào thầy, xin chào mọi người. Con cũng xin đọc bài. Những pháp Visuddhi phê đồ Vipassana thiền quán. Đoạn 1. Vipassana dhammakkhane pana sila Visuddhi. Một, sila visuddhi. Hai, citta visuddhi. Ba, ditthi visuddhi. Bốn, kankha vipassana visuddhi. Năm, magga jñānadassana visuddhi. Sáu, patibbana dassana visuddhi. 7. Nhà ná tát sa ná quý su thí.
Chà tí sát tá quý thề đá quý xuất thí sằng ga hồ. Trong công trình hành thiền minh sát có 7 giai đoạn thanh tịnh: 1. Giới tịnh, 2. Tâm tịnh, 3. Kiến tịnh, 4. Đoạn nghi tịnh, 5. Đạo phi đạo tri kiến tịnh, 6. Đạo tri kiến tịnh và 7. Tri kiến tịnh. Anicca lắc khá nào, lúc khá lá khá nặng, anatta lắc khá nặng, chà tí tì ní lắc khá nà ní, anit chà nú bát sa nà, lúc khà nú bát sa nà, anatta nú bát sa nà, chà tí tích sô anu bát sa nà. Có 3 đặc tướng: 1. Đặc tướng vô thường, 2. Đặc tướng đau khổ và 3 là đặc tướng vô ngã. Có 3 pháp quán niệm: 1. Quán niệm đặc tướng vô thường, 2. Quán niệm đặc tướng đau khổ và 3. Quán niệm đặc tướng vô ngã. Có phút đã đọc xong rồi, xin mời vị kế tiếp. Xin chào thầy, xin chào các lớp. Bác đã xin đọc tiếp đoạn 2. Hê ca sam a san na nhà năng u đa giáp bá giá nhà năng tí phàn giá nhà năng cha tú bá giá nhà năng à đi ná quá nhà năng chá bi đà năng chá tá môn chí tu cam giá cá mí á tà nhà năng bát tí sàn kha nhà năng sàn kha bút đất kha nhà năng đá xá anu lồ má nhà năng chà tí đá xá tí bát xá nà nhà nà ní. Có 10 loại tệ giác: 1. Tệ quán trạch, 2. Tệ sanh diệt liên quan đến sự phát sanh và quả diệt của những sự vật được cấu tạo; 3. Tệ diệt liên quan đến sự phân tán của sự vật; 4. Tệ kinh hãi, nhận thức rằng tình trạng phân tán của sự vật là đáng kinh sợ; 5. Tệ hiểm nguy, nhận thức rằng sự vật đáng kinh sợ là tai hại, hiểm nguy; 6. Tệ chán nản, nhận thức rằng các sự vật hiểm nguy là đáng nhòm chán; 7. Tuệ dục thoát liên quan đến ý muốn thoát ra khỏi các sự vật ấy; 8. Tuệ suy tư, suy gẫm và quán xét; 9. Tuệ hành xả đối với các vật cấu tạo; và 10. Tuệ thuận thứ. Xin hết.
Chị Phúng ơi, cầm mic chị Phúng ơi. Dạ, con kính chào thầy, con kính chào cả lớp. Cô của chị Phúng có vấn đề nên con xin đọc thế ạ. À. Dạ, đoạn 3. Sunyato vimokkhō anicca vimokkhō appanihitto vimokkhō chati tayo vimokkha. Có 3 đường lối giải thoát. Giải thoát 1, giải thoát xuyên qua đường lối quán niệm về hư không, không tánh, vô ngã. 2. Giải thoát qua đường lối quán niệm về vô hình tướng, vô thường. Và 3. Giải thoát qua đường lối suy niệm về vô nguyện khổ. Sunyato, xin sám hối. Sunyata nupassana, aminitta nupassana, appanihitta nupassana, chati tini, vimokkha mukha nicca. Về đi tắt bà ni có 3 cửa giải thoát: 1. Quán tưởng về hư không, 2. Quán tưởng về vô hình tướng và 3. Quán tưởng về vô ước nguyện. Các thằng pa ti mốt kha sam quá ra si lăng in tri giá sam quá ra si lăng a chi quá pa ri xuất thi si lăng bắt cha giá sam mi si ta si lăng cha tí chất tu pa ri xuất thi Di lăng si la vi su thi na ma. Bằng cách nào? Giới tịnh bao gồm 4 loại giới tuyệt hảo là: 1. Giới luật liên quan đến những giới căn bản. 2. Giới luật liên quan đến sự tự chế. 3. Giới luật liên quan đến sự sinh sống trong sạch. 4. Giới luật liên quan đến 4 vật dụng cần thiết. Dạ, con đã đọc xong. Xin cảm ơn thầy Kinh, cảm ơn cả lớp ạ. Cảm ơn Đông Kiều host bài và con xin xuống mic xin nhường cho việc kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính lễ thầy kinh, dạ con xin kính chào đạo tràng, dạ con xin đọc bài. Dạ Triều ơi, post bài dùm con như không thấy. Sa thú. Đoạn 4. Upaccha rasamathi, apana samathi, chati duvithopi samathi, chitta visuddhi nama. Tâm tịnh bao gồm 2 loại trụ tâm, đó là cần định và toàn định, hay pháp hành nhằm hoàn toàn kiên cố an định tâm. Lakkhana rasa, bacchupatthana, padatthana vasena, nama rupa gari gaho ditthi visuddhi nama. Kiến tịnh là sự hiểu biết danh và sắc liên quan đến những đặc tướng, đến cơ năng, đến phương cách hiện khởi và đến nguyên nhân kế cận. Tề sam mê quá cha nama rupa nam bacchaya pari gaho
Kankha, Vitarana Visuddhinama, đoạn nghi tịnh là sự thấu triệt nguyên nhân của chính danh sắc ấy. Dạ con đã đọc bài xong. Xin tri ân em Đông Triều đã post bài. Dạ con xin tri ân thầy Kinh. Dạ con xin kính mời cả lớp ạ. Dạ, xin kính chào thầy, kính chào tất cả anh chị em trong lớp. Xin đọc đoạn 5. Tát tổ phá rằng quá nát, tát thà phí gá hí tề xú, sắp bát cha dề xú, tề phù mát cá sàn khà rề xú, á tì tà đi về đá, bình nề xú, khàn đà đi ná, dạ gia mà rắp phát, cá là bao vã xề ná, sàn khi bít tòa, an ít chàn khách, khá tắt thề ná, đúc khẳng, khá giáp thề ná, an át tà, á xà ra khách thề ná, nà tí, áp hà ná vệ vã xề ná, sàn ta tí về xề ná, khá ná vã xề ná, và sầm mát xá ná, nhà nề ná, lắc khá ná ta dần, sầm ma sàn ta xá, tề tết về quá bát chá giá, quá xề ná, khá ná, quá xề ná chá, ú đá giá, ba dần, nhà nề ná, ú đá giáp ba dần, sầm sá ma núp bát sàn tát sá chá. Sau khi đã thấu triệt những nguyên nhân, vị hành giả quán xét các phương thức hợp thành từng uẩn vân vân, trình bày từng nhóm các sự vật cấu tạo trong tam giới. Các pháp hữu vi này phát sanh do nguyên nhân khác biệt nhau tùy quá khứ, vân vân, và đã được thấu hiểu như trên. Giờ đây hành giả quán tưởng đến ba đặc tướng vô thường trong ý nghĩa hoại diệt, đau khổ trong ý nghĩa đáng kinh sợ và vô ngã trong ý nghĩa không có thể chết, bằng cách nhận xét thời gian tồn tại, sự liên tục không gián đoạn và tính cách tạm bợ nhất thời của các pháp ấy. Dạ, cũng đã đọc xong, dạ, xin cảm ơn đạo tràng, cũng xin xuống mic. Alo ạ. Dạ, lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ thầy Kinh và kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Ô pha sô đi ti ba sát thiê thi mốc khổ cha bác ga hồ su khẳng nhà na mu bát thà na mu bách khà cha ni cần ti trà ti. Người hành thiền dựa vào sự nhận xét các và tánh cách tạm bợ của các pháp hữu vi để quán tưởng về hiện trạng sanh diệt của sự vật bằng trí tuệ như trên, lúc bấy giờ phát sanh đến hành giả một vầng hào quang, lòng hoan hỷ thỏa thích, tâm yên tĩnh, đức tin mãnh liệt, tinh tấn chuyên cần, trạng thái an lạc hạnh phúc, trí tuệ sáng suốt, tâm niệm vững chắc và tâm xả quân bình, và tâm ưa thích trạng thái ấy. Ô phà xà đi quý bác sa nu bác ki lề xề ba ri bàn tha ba ri ga ha qua xề na mắc gà mắc ga la na quan quát thà nằng mắc gà mắc ga nhà na đa sa na quy sút thi nà mắc. Kiến định, quan kiến trong sạch, trong công trình phân biệt chân chánh cái nào là con đường đạo và cái nào không phải con đường.
là xác định cái nào là những đặc tính của con đường và cái nào không phải là đặc tính của con đường, bằng cách hiểu biết rằng những ấn chứng như hào quang, vân vân là chướng ngại của tuệ minh sát. Tathā paribhāntha vimutta sapanatta saudaya baya ñānato battha yaya va nuloma tirakkhan nan vipassanā param parāya patipacchanta sanava vipassanā ñāna nipati pada nhà đa sana visuddhina ma. Loại bỏ những chướng ngại trên, hành giả suy niệm về ba đặc tướng giờ đây phát sanh đến vị hành giả, bắt đầu bằng tuệ sanh diệt, tiến dài đến tuệ thuận thứ trong một luồng quán niệm không gián đoạn. Chín loại tuệ minh sát, kiến tịnh, phân biệt chân chánh phương thức, có nghĩa là chín loại tuệ giác ấy. Dạ, con đã đọc bài xong, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn Đông Triều đã bốt bài. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. Dạ con xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài. Cảm ơn Đông Triều đã post bài. Đoạn 7. Tassa vang patipaccan tassa panavipassana paripa kama gamma ida ni appana upatissa ti tì phá hoành gần quốc đi tòa úc bàn nam ma nô đòa ra quốc cha nà nàn ta rằng đuệ tì ni quy pa sa nà chít ta ni yàng kinh chi a ni cha đi lạc kha nam mà rắp pha pa ri cam mô pa cha ra nu lô ma nà mê na pa quát tàn tí và si kha bát tà sa sa nu lô ma sang kha ru bê kha út tha na ga mi ni vipassana tì cha pa út cha tí ta tô pa rang go cha phu chít tăng nếp bà na ma làm bít tòa bút hút cha na gót ta ma phi pha hoàng tăng ariya gót ta ma phi sam phồn tành cha ba quát ta tí ta sa nàn tâm ra mê quá mắt ngộ đúc khá sắc chăng ba ri cha nàn tô sa mú đa gia sắc chăng ba cha hàn tô ni rô tha sắc chăng sắc chi ca ròn tô mắt gá sắc chăng và quá nà quá dề na áp ba nà quỳ thi mô ta ra tí ta tô pa rằng đuệ tì ni pha la chít ta ni pa quát tí tòa pha hoành ga pa tô quá hồ tí pu na pha hoành gần quát trình đi tòa bắt cháu quét khan nà khan an nhà nà ni pa quát tành tí sự chứng ngộ. Khi thực hành quán niệm như vậy, do tình trạng thuần thục chín mùi của tuệ minh sát, hành giả cảm nhận, giờ đây sự phát triển con đường sẽ khởi sanh. Vào lúc ấy, luồng hậu kiếp ngưng lại, ý môn hướng tâm khởi phát. Tiếp theo sau là hai hoặc ba, sát na, minh sát tâm.
lấy bất luận đặc tướng nào như vô thường, vân vân làm đối tượng. Những cặp tư tưởng này được gọi là sơ khởi, cận hành và thuận thứ. Tuệ xả đối với các pháp hữu vi này, tức tâm xả trước các hành cùng với tuệ. Và Đông Triều post tiếp dùm tại tới cái chữ tuệ là hết thấy rồi ạ. Cùng với tuệ thuận thứ, khi đã thuần thục, tuyệt hảo, cũng được gọi là tuệ giác hiện khởi dẫn đến con đường. Sau đó khởi sanh chập tâm chuyển tánh, Gojapu Consciousness, lấy Niết Bàn làm đối tượng, vượt thoát ra khỏi dòng phàm tục và chuyển bước vào dõi các bậc thánh. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, cảm ơn Đông Triều đã post bài. Dạ, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho lớp ạ. Dạ. Dạ con Long Trường xin kính chào thầy kinh và kính chào cả lớp. Con xin đọc động tác. Mắc gần pha lạnh cha nít bà nàng bắt cha quét khá tí bằng tí đồ. Hì nề kí lề xề cha bắt cha quét khá tí hòa na hòa chắc bí xuất thí ca mền tề hoàng và về tắp bồ cha tắp y thổ. Nhà na đát chan na vi xuất thi na ma mắc lộ ba vút cha tí ayametta vi xuất thi phê đồ. Tức khắc sao chập tư tưởng ấy, đạo con đường của tầng thánh nhập lưu, chứng ngộ chân lý về sự đau khổ, đoạn diệt chân lý về nguyên nhân sanh khổ, chứng ngộ chân lý về sự chấm dứt đau khổ và phát triển con đường diệt khổ, nhập vào tiến trình định tâm siêu thế. Sau chập tâm đạo, hai hoặc ba chập tâm quả phát sanh và tăng biến trở lại. Trong chập hậu kiếp phá quanh giá, đến đây, chập tâm hậu kiếp dừng lại và tuệ suy tư khởi phát. Vị hành giả có đủ trí tuệ, bây giờ suy tư về đạo, quả, niết bàn, về những ô nhiễm mà mình đã diệt trừ, và hoặc suy tư hoặc không về những ô nhiễm còn lại. Như vậy con đường gồm 4 giai đoạn cần phải được tuần tự phát triển bằng 6 pháp thanh tịnh, được gọi là đạo tri kiến tịnh. Đây là phần đề cập đến thanh tịnh, tức trạng thái trong sạch. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ, kính cảm ơn thầy.
Alo, 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 1, 2, 3. Em nghe không ạ? Ok. Ví dụ thi về đồ những pháp thanh tịnh khác nhau. Vipassana thì quán. Vipassana chậm mắt và nghề. Vana thì ra ví dụ thi. Viết ra ví dụ thi. Viết thi ví dụ thi. Càng càng cả ví ra ra ná ví dụ thi. Măng má gà má gà. Ma gà nhà na da sa na u su thi sao ba ti ba da na na da sa na u su thi bảy nhà na da sa na u su thi già ti sa sa u tề na u su thi sàng cá hồ. Trong công trình giai đoạn thanh tịnh, một giới tịnh, hai tâm tịnh, ba kiến tịnh, bốn đoạn nghi tịnh, năm đạo phi kiến tịnh, sáu đạo phi kiến tịnh và bảy phi kiến tịnh. Anicca cầm khả năng, Anicca na Anicca khả năng, Dukkha la khả năng, Anatta la khả năng. Khá nàng, chà tí, tì ní, rắc khá, nà ní, ani chá nức, vát xá nà, chú khà, nức vát xá nà, ana tà nức vát xá nà, chà tí, tí sô, ani nức vát xá nà. Có ba đặc tướng, một, đặc tướng vô thường, hai, đặc tướng đau khổ, và ba, đặc tướng vô ngã. Có ba quán. Xa thứ alo vậy nghe không nghe rõ không ok đứng nghe chứ nghe nghe nhỏ thôi nghe tướng đọc nhỏ mình đây nhờ có cái speaker dặn lớn lên nghe nghe lâu lâu người ta mắc cỡ chút xíu mà e thẹn chút xíu nó nhỏ nhỏ rủ rỉ chút xíu thông cảm còn hơn là không nghe được thì đó để mấy mình mắc cỡ chút xíu nha bảo cho thử thị thọ thẻ tâm tình của loài chim biển không rồi ok hôm nay chúng ta tiếp tục bài học ha nhưng mà trước khi học tiếp đoạn tiếp bài gì đó anh Phúc hay là quý vị nào đó mời mình lên đọc cái bài từ rồi ha để mình có sự nói tiếp liên tục ha rồi ai đọc giơ tay tình nguyện đây đừng có thủ thỉ nữa nha đọc rõ đọc chậm rõ ràng đừng có thủ thỉ rõ ràng ai lên giơ tay lên mau lên
Mời mình nhớ bánh tre đọc đi, mời mình nhớ bánh tre nha. Phương xin đọc bài. Thiền quán Vipassana. Quý là đặc biệt. Vipassana là nhìn thấy. Vipassana tức là cái nhìn đặc biệt, sâu sắc rõ ràng. Thấy xuyên qua một cách đặc biệt. Thấy xuyên suốt bản chất thực tại. Gọi là tuệ nhãn, tức là nhìn thấu xuyên qua bản chất thực tại của các pháp, tức là thấy bằng tuệ tri những pháp thanh tịnh khác nhau. Cái con đường đưa đến sự thanh tịnh gồm có thất tịnh, tức là giới tịnh; hai là tâm tịnh; ba kiến tịnh; bốn đoạn nghi tịnh; năm đạo phi đạo tri kiến tịnh; sáu đạo tri kiến tịnh; và bảy là tri kiến tịnh. Giới một, giới tịnh. A, ý nghĩa của giới. Sila ná tức là sự kết hợp, phối hợp, nghĩa là sự kết hợp ba nghiệp thân khẩu ý để ngăn tà hạnh, những hành tà vại. Thì bốn ý nghĩa. Thứ nhất, trạng thái. Đồng nghĩa với việc không có giới, tức là không có sự thanh tịnh. Thứ hai, đặc tính, sự phối hợp và nền tảng. Ba, nhiệm vụ là hành động chấm dứt tà hạnh và thành tựu đức hạnh thì giới. Năm, bốn, nhân cần thiết là tạm lý, tức là e ngại, xấu hổ và các điều ác, điều xấu. Liên hệ là bài cũ, năm pháp, phát sanh, tạm, tức là hổ thẹn tội lỗi, và năm pháp, bốn pháp, phát sanh quý. B, giới là gì? Tư tâm sở hiện hữu nơi người từ bỏ các tà hạnh. Giới tức là sự chế ngự, có năm cách. Một, chế ngự bằng giới bổn. Hành giả được trang bị đầy đủ với sự chế ngự giới bổn. Ba tri mốc khác. Giới luật cơ bản dành cho tỳ kheo và tỳ khưu ni. Để bất công trụ, xem lại tạng luật. Tỳ khưu có 4, tỳ khưu ni có 8, tăng tạng tỳ khưu có 13, tỳ khưu ni 17, bất định án ý giá tá tỳ khưu có 2, tỳ khưu ni 0, ưng xả đối trị tỳ khưu 30, tỳ khưu ni 30, ưng đối trị tỳ khưu 92, tỳ khưu ni 166, ưng tác lộ tỳ khưu 4, tỳ khưu ni 8, ưng học tỳ khưu 75, tỳ khưu ni 75. Dàn xếp tranh tụng tỳ khưu 7, tỳ khưu ni 7. Tổng số tỳ khưu là 227, tỳ khưu ni 311. 2. Chế ngự bằng chánh niệm tỉnh giác. Vì ấy hộ trì nhãn, sống với sự chế ngự nhãn căn. Vì ấy hộ trì nhĩ căn, sống với sự chế ngự nhĩ căn. Vì ấy hộ trì tỷ căn, vì ấy sống với sự chế ngự tỷ căn.
dễ ngộ trì thiệt căn, dễ sống với sự chế ngự thiệt căn, dễ ngộ trì thân căn, dễ sống với sự chế ngự thân căn, dễ ngộ trì ý căn, dễ sống với sự chế ngự ý căn. Ba, chế ngự bằng tri kiến, hiểu biết đúng đắn, chánh tri kiến. Tri kiến là khác, khác giới, tri kiến là. Bốn, chế ngự bằng sự kham nhẫn, lạnh nóng, rùa mũi, vân vân. Năm, chế ngự bằng tinh tấn, không chấp nhận một ý tưởng, khi không chấp nhận một ý tưởng nào khi tâm vừa khởi lên. C, sự lợi ích của giới, bất hối. Người có giới đức thừa hưởng gia sản lớn nhờ sự sinh cần, nhờ tiến độ xa, không sợ hãi rụt rè trước đám đông. Khi chết tâm không tán loạn, mệnh chung sanh vào thiện thú cõi trời, được nhiều người thương mến, đoạn trừ các phiền não lậu hoặc. D, các loại giới. Một loại, bằng sự kết hợp thân khẩu ý để ngăn ngừa trừ tà hạnh. Hai loại, A, hành, điều nên làm và không nên làm nhờ đức tin và sự tinh tấn. B, tránh né, nhờ đức tin và chánh niệm. Hai loại, A, chánh hạnh, cách cư xử tốt đẹp nhất. B, khởi đầu đời sống phàm hạnh với tám giới. Ba thuộc thân, không sát sinh, không trộm đạo, không tà dâm. Bốn thuộc ngữ, không nói dối, không nói ác, không nói lời thô lỗ, nói lời vô ích. Tám thuộc nuôi mạng chân chánh. Hai loại, A, hữu hạn, bị hạn cuộc vào danh lợi, quyến thuộc, chân tay hoặc mạng sống. B, vô hạn, không vì bất cứ lý do gì để phạm giới. Hai loại, A, thế gian, hữu lậu, B, xuất thế gian, vô lậu. Ba loại, A, bậc hạ, thiểu cần, tham danh, tham tái sanh. B, bậc trung, trung cần, tham quả báo, không ô nhiễm, thuộc thế gian, muốn giải thoát riêng mình. C, bậc thượng, tứ như ý túc, cao độ, vì tôn quý giới. Giới xuất thế, hành ba la mật, hành ba la mật giải thoát chúng sanh dục trần tâm thọ. 13 pháp khổ hạnh dành cho thị khưu. Một, giới giữ tâm trong sạch. Bài kỳ trước là học tới tới 13 pháp khổ hạnh của ông thuộc về thiền khu, đó là dứt bài học của tiếp 116. Rồi, xa thấu, xa thấu. Quỳnh Phúc đọc có 13 khổ hạnh cái sợ quá im luôn. Đọc tới 13 pháp khổ hạnh, 13 pháp đầu đà thì căng quá im luôn. Rồi, giờ mình đã học xong phần thứ nhất là giới tịnh. Là những cái phương thức giữ giới, rồi phòng hộ giới, là đủ thứ cách ha, là rất là nhiều cách. Bây giờ đúng tiếp theo là tâm tịnh, nhưng mà tâm tịnh thuộc về phần thiền chỉ. Thật ra cái đó để riêng một cái bài riêng về cái đó ha. Học xong lại sang chúng ta sẽ đi qua phần tâm tịnh thiền chỉ riêng một bài rất là dài ha. Giờ mình đi tiếp số 3 là kiến tịnh. Số 3 là kiến tịnh, đây các vị nào. Kiến tịnh số 3, biết thi với sự thi.
tịnh hay gọi là kiến thanh tịnh ha. Kiến tịnh thì xuống dòng thì kiến thanh tịnh là sự thấy đúng danh sắc. Kiến thanh tịnh là sự thấy đúng danh sắc. À, tức là đây nó kiến thanh tịnh đây là nói về một cái trí tuệ về thanh tịnh, khi mà đạt được tới mức độ đủ thanh tịnh để mà thấy được rõ danh và sắc như thế nào ha. Rồi số dòng bài số 1, ghi số 1. Copy cái này đi. Rồi, bài thứ nhất. Là Maru Bá và đích về đánh nhà mắt tuệ phân biệt danh sắc là số 1 ha, là tuệ phân biệt danh sắc. Tức là khi mà chúng ta đi vào thiền quán, sau một thời gian tu tập mà kia hành thiền quán xét hơi thở hay là đi đi đứng nằm ngồi tất cả tứ qua ghi ha, khi chúng ta luyện tập thời gian thì tới mức độ nào đó nó sẽ phát sinh những cái tuệ. Và những cái tuệ này nó bắt buộc phải tuân tự đi theo tuần tự pháp, tức là đi từ tuệ thứ nhất là phân biệt danh sắc lên vân lên tới 16 tuệ, 16 tuệ minh sát luôn thì nó mới đúng. Còn nếu mà mình tập mà nó đi theo này thì mình phải nên xét lại ha. Đây là cái vấn đề mà khi mà bước vào đạo lộ là nó phải có cái sự quy trình nó như vậy, chứ không phải cái đùng cái lên đắc đạo nó quả rồi ha, chuyện đó không thể có được. Rồi như vậy là mình đi thứ nhất là mình đi là phải phân biệt danh sắc. Gì còn nghe rõ không ạ? Alo. Na maru va barit che đã nhà nó phải phân biệt danh sắc. Rõ ha. Ok. Rồi giờ trong cái tại phân biệt danh sắc này á, trước tiên là chúng ta phải nói về danh đức. Thì bây giờ mình xuống dòng mình ghi chữ danh hai chấm. Tìm nơi sanh. Danh hai chấm tìm nơi sanh. Danh hai chấm tìm nơi sanh. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng y cứ sắc ý vật hai chấm y cứ sắc ý vật hai chấm. Y cứ sắc y vật với trí tuệ quán xét, với trí tuệ quán xét phải truy tìm sự sanh khởi của cái danh ấy, với trí tuệ quán xét truy tìm sự sanh khởi của cái danh ấy nó nương vào cái gì phải. Với trí tuệ quán xét truy tìm sự sanh khởi của cái danh ấy nó nương vào cái gì phải. Và với trí tuệ nhận ra rằng, và với trí tuệ nhận ra rằng nó y cứ vào sắc y vật, và với trí tuệ nhận ra rằng nó y cứ vào sắc y vật, mở ngoặc sắc chất của trái tim, đóng ngoặc lại sắc chất của trái tim. Gì còn nghe không? Alo. Và với trí tuệ nhận ra rằng nó y cứ vào sắc ý vật, mở ngoặc sắc chất của trái tim. Đó ha, ok. Rồi, giờ triều gom lại nguyên câu cho nó đầy đủ á. Tức là giờ nói về trí tuệ mà thấy được danh sắc, trước tiên là thấy được danh, tức là trí tuệ nó sẽ tìm cái nơi sanh, nơi sanh của cái danh này là đâu, là danh là tâm á. Thì y cứ thứ nhất là y cứ nơi sắc ý vật, thì với cái trí tuệ của một người nó tu tập tới mức độ là coi như là khá tốt ha, thì tự động cái trí tuệ nó sẽ phát sanh, nó sẽ quán xét và nó tìm được cái sự sanh khởi của cái danh. Tức là tìm được sanh khởi của cái tâm, nó sanh khởi nó nương vào đâu,
À, và lúc đó trí tuệ nó quán xét, nó nhận ra rằng cái tâm này, cái danh này nó y cứ vào sắc y vật, nó nương nương y sắc y vật. Thì có một số chú giải ta cho là sắc y vật chính là cái chất sắc, cái sắc chất ở trong trái tim, tức là một chút xíu giọt cả nước trong tim. À, thì cái đó mình cứ y cứ như vậy, thì mình cứ cứ theo như vậy ha, mình cứ ghi nhận điều này là như vậy. Thì sau khi quán xét, người ta thấy được cái vị hành giả tu tập đó, à, với cái trí tuệ họ phát sáng, họ thấy được cái tâm nó đường nào, nó đường ở chỗ nào, nó đường nó trụ trú ở đâu ha. Thì cái đó mà phải thấy như chân như thật nha, chứ không phải là mình tưởng tượng nha. À, cho nên khi mà chúng ta hành thiền xứ, chúng ta sẽ thấy có những cái vấn đề nó phát sinh mà rất là sâu, đặc biệt. Và phải nói là nếu mà chúng ta không hành thì chúng ta vô phương thấy được điều này. À, cho nên đây là cái này phải thấy bằng trí tuệ, chứ không thấy bằng tưởng tri, không thấy bằng cái sự suy diễn, hoặc là không thấy bằng cái sự mà lý luận, mà phải thấy bằng cái sự thật. Với trí tuệ là do cái sự mà tu tập về tứ niệm xứ mà nó phát ra. Thì như vậy tìm đúng là tuệ quán. Thì như vậy do cái tuệ quán, chúng ta quán sát cái phát sanh cái tuệ đầu tiên là chúng ta thấy được danh và sắc. Thì giờ trước tiên thấy danh, tức là phải thấy được với cái trí tuệ, tìm thấy được cái danh nó nương vào đâu, nương vào chỗ nào, và cái tâm nó sẽ tìm được, cái trí tuệ nó sẽ tìm ra được. À, đó chính là sắc với vật, là chỗ mà tâm nó nương. À, thì chúng ta nên nhớ là không có cái ta thấy, không có cái ta biết ha, không có cái gọi là mình biết. Nhiều khi mình cứ tưởng tượng là mình đang tìm kiếm hay không phải. Lúc mình tu tập thời gian, cái tuệ nó phát sanh, nó sáng chói, nó mạnh đủ sáng chói, đủ sức sáng để mà nó soi rồi nó thấy được cái tâm nó nương ở đâu. À, cho nên như vậy là nó tìm ra được cái tâm nương ở nơi sắc y vật. À, đó là cái vấn đề mà đặc biệt là cái chỗ này ha. À, nếu mà chúng ta chưa thấy được thì chưa gọi là thấy danh, chưa chưa thấy danh mà mình chưa thấy danh mà đắc tu đạo rồi nó mới lạ. Chưa thấy mà mình phải xét lại, học một cái mình vào pháp xong mình mới biết là mình đang ở đâu ha, chứ mình không học mình không biết mình đang ở đâu. Rồi mình lầm tưởng, rồi mình lấy rắn thêm chân đủ thứ chuyện thôi. Đó, rồi bây giờ đó là về danh, quý vị có thấy được này chưa, là vấn đề. Rồi giờ xuống dòng sắc, hai chấm rồi, danh nữa không, giờ tới sắc, hai chấm vô nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. À, tức là khi mà dò xét được cái tâm rồi thì bắt đầu cái sắc thì nó thấy được, trí tuệ thấy được là cái sắc pháp mà sanh khởi nè, là cái thân này của mình nè, cái thân ngũ uẩn này của mình này, về phần sắc nè. Thấy được do bốn cái vấn đề này: thứ nhất là do nghiệp, thứ nhì là do tâm, thứ ba do thời tiết, và thứ tư là do vật thực. Thì khi mà chúng ta đạt tới đủ một cái năng lực về trí tuệ, chúng ta sẽ thấy được do nghiệp phát sinh cái sắc này. Thứ nhất là nếu mà nghiệp tục sinh thì nó sẽ cho ra những cái sắc như thế nào. À, thì quý vị đã học được cái phần về sắc nghiệp ha, sắc rồi ha. Thì nghiệp tục sinh là thuộc về thần kinh thân, sắc tính, sắc ý vật, sắc bản quyền và sắc hư không. À, thì những cái sắc này do nghiệp, nó nghiệp quá khứ nó làm cho phát sanh trong lúc thời tục sinh. Thì lúc đó vị này sẽ thấy được những cái điều này nó phát sanh lên, thấy được như chân như thật, chứ không phải là do qua sách vở nha, và thấy bằng sự thật, và thấy luôn cả 10 cái nhóm sắc trong cái đời bình nhật, chẳng hạn như thần kim nhãn, thần kim nhĩ, thần kim tỷ, thần kim thiệt, thần kim thân. À, thấy rõ ràng như vậy. À, thấy sắc ý vật, sắc tính, sắc mạng quyền vân vân, thì người ta sẽ thấy được, mục kích được những cái sắc pháp nó sanh đi theo cái lộ trình tâm như thế nào, thì người ta thấy rõ được đâu là danh đặc một cách rõ ràng, thấy bằng trí tuệ, chứ không phải thấy do cái sự tưởng, không phải thấy bằng như cái sự suy nghĩ của mình. À, như vậy. À, cho nên đây là cái trí tuệ được gọi là tuệ danh sắc. À, tuệ thấy cái danh sắc đầu tiên, tuệ số 1. À, bắt đầu ta phân chia ra thành 16 loại em. Thì loại thứ nhất là tuệ phân biệt danh sắc ha. À, thì chúng ta sẽ học phần sắc, học rồi ha. À, sắc do nghiệp tạo thì có giờ gồm những sắc nào, sắc do tâm tạo như thế nào, sắc do âm dương thời tiết tạo như thế nào, sắc do vật thực tạo như thế nào.
Thì những vị mà đã có trí tuệ mắt xanh, họ sẽ mục kích, họ sẽ thấy được, với trí tuệ họ sẽ thấy được những điều này. À, và danh sắc là những cái pháp mà nó thực có, những cái pháp thực tính, những pháp là thuộc về chân đế, à, chứ không phải là tục đế. Cho nên danh sắc là thực có, nhưng mà cái thực có này không phải là con người có, không phải là nó là con người, nó là một chúng sanh, nó là một trời người hay là gì đó, mà nó là những cái thành phần cấu hợp, những cái thành phần kết nối, à, do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do vật thực, và à, nó những cái vấn đề này nó sẽ kết hợp lại được, gọi là cái gọi là danh sắc. Thì mình kêu là, ví dụ như mình có danh sắc mình kêu mình là con người, con chó có danh sắc kêu là con chó đặt tên đó, nhưng mà thực sự nó không có những điều đó, mà thực sự nó có chỉ có danh và sắc mà thôi. À, danh sắc này nó là một cặp, cặp đôi, à, đối với chúng sanh ngũ uẩn ha, thì nó là một cặp, à, cái này nó kia nó cái nọ nó tồn tại, mà đến khi mà nó đi một cái đó, thì cả hai nó đều tách ra hết, nó tan rã hết, à, cả hai đều, nếu mà chết thì coi như là tan rã, không có còn cùng nữa. Thì như vậy đó là cái tuệ thứ nhất cho chúng ta biết là, à, để phân biệt được cái danh và sắc bằng cái thực hành, bằng cái pháp hành về thiền tuệ, à, tứ niệm xứ, à, đưa đến cái kết quả đầu tiên là phát sanh cái tuệ danh và sắc. Rồi quý vị tăng bê ai có thấy được xin cho biết đi, ai thấy được danh sắc cho cái vòng này hoan hỷ nghe coi. Ai cho Triều thấy chưa, Tuấn thấy chưa, anh Phúc, anh Trạc thấy chưa, Hà thấy chưa, Nguyên Như thấy chưa, Châu Nguyễn thấy chưa, Chánh Tâm thấy chưa, Góc Phi Thuyền thấy chưa, Nhung thấy chưa, thấy chưa, Lười, Bị Chung, Tuồng Phúng, Yên Lành. Chưa ai thấy rồi. Thế đang về xa thấu. À, bây giờ chưa ai thấy rồi. À, bây giờ muốn không muốn, bây giờ mình chưa thấy, mình phải tập cho thấy. À, mình ngồi quán tưởng, suy xét, vô thiền quán. Quán gì hơi thở vào, hơi thở ra. Quán gì tứ ba ghi, mình tập cho cái tâm mình an tịnh, giới tịnh, rồi tâm tịnh, rồi mới tới kiến tịnh được. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng mình biết được rồi mình mới biết mình đang ở đâu ha, chứ thôi mình còn mình cứ tưởng tượng, tưởng voi không. Và cái thiền chỉ đó là cái lời khác, và thiền quán đó là cái lời khác. Thiền chỉ nó chỉ đạt đến tâm định thôi, còn thiền quán là nó đưa đến những cái trí tuệ để nó phát sanh, đưa đến đạo quả. Thì đó là cái vấn đề mà đặc biệt của cái thiền quán, là nó đưa đến sự giải thoát như vậy, là do nhờ những cái tuệ này nó phát sanh. À, nếu mà không có phát sanh những cái tuệ này thì chúng ta không thể nào mà thành tựu được cái cứu cánh. À, đó là vấn đề mà cần phải được biết rõ ha. Rồi bây giờ đó là số 3. Bây giờ tới số 4 là đoạn nghi tịnh. Tại số 4 là đoạn nghi tịnh. Canh kha quý ta ra ná quý xuất thí. Đoạn nghi tịnh. Rồi, số 2 là tuệ số nhì. Phần số 4 đoạn nghi tịnh, tuệ số 2 Bách Chá Giá Bá Rít Gá Lá Nà Má, tuệ phân biệt nhân duyên, hay còn gọi là tuệ duyên đạt. Tuệ phân biệt nhân duyên, tuệ duyên đạt. Wow. Tuệ số 2. Khi mình viết, mình ghi vô cái sách thì mình ghi cái chữ này sao ta, ví dụ như số 4, số 1 là giới tịnh, số 2 là tâm tịnh, số 3 là kiến tịnh, số 4 là đoạn nghi tịnh, thì chắc phải ghi số 4 là mã, rồi mới 1 2 3 số 4 là mã.
Vì số 2 là bắt chứ đó. Barikalana đó. 441 hả? À ok. Rồi số số 2 tức là tuệ phân biệt nhân duyên, tuệ duyên đạt. Là 42 không? 4 4 4 là số 2. Hay tuệ số 2 nhá. Tuệ 2 đi, à, đó vậy đó, cho nó dễ ha. Là tuệ từ cái danh sách đó là kiến tịnh là cái tuệ thứ nhất phát sanh là tuệ danh sách, rồi tới này là đoạn nghi tịnh là bắt đầu tuệ thứ hai phát sanh, ta phân chia nhỏ ra nữa cho mình thấy không? À, số 1 là mới thì đó, tuệ danh phân biệt danh sách đó, đó một là tuệ phân biệt danh sách, nhưng mà nó nằm trong phần thứ ba ha. Một là nó nằm trong phần thứ ba, gì coi là có phải không? Để thôi ghi lộn xộn, thứ ba là kiến tịnh đó, tức là trong cái thất tịnh đó, thì thứ ba là kiến tịnh. Kiến tịnh thì trong đó có tuệ phân biệt danh sách, rồi số 4 là đoạn nghi tịnh, tuệ phân biệt nhân duyên, tuệ duyên đạt. Rồi cái này giao thư ký đi, thư ký từ từ tính sao ha. Rồi hai là tội phân biệt nhân duyên hay là tội duyên đạt. Rồi số dòng trí được thiết lập do vượt qua hoài nghi về ba thời. Trí được thiết lập do vượt qua hoài nghi về ba thời. Bằng cách phân biệt các duyên của danh sách gọi là thanh tịnh nhờ đoạn nghi. Trí được thiết lập do vượt qua hoài nghi về ba thời. Bằng cách phân biệt các duyên của danh sách được gọi là thanh tịnh nhờ đoạn nghi. À, tức là cái trí này nó sanh khởi, được thiết lập, được sinh khởi là do vượt qua những cái hoài nghi, là những cái hoài nghi về danh về sắc này kia họ đã vượt qua nghi đó bằng cách phân biệt được những cái duyên làm bên danh sắc, thì lúc đó nó trở nên là thanh tịnh là do nhờ đoạn được những cái sự nghi ngờ, những sự nghi hoặc này ha. Đó là đoạn nghi tịnh, là nằm trong phần đoạn nghi tịnh đó, tức là tuệ phân biệt nhân duyên. Rồi xuống dòng phân biệt nhân duyên. Phân biệt nhân duyên. Rồi mình đi vô chi tiết ha, phân biệt nhân duyên. Phân biệt nhân duyên. Rồi đúng rồi. Xuống dòng A lớn. Tìm nhân duyên của danh sách, nghe chưa? Tìm nhân duyên của danh sách. Tìm nhân duyên của danh sách, tức là vô cái trí tuệ nó bắt đầu nó tìm cái nhân duyên của danh và sắc. À, như thế nào đó. Thì xuống đây cho mình sẽ có tìm nhân duyên của danh sách, nghe chấm ha. Dòng gần đầu dần. Hữu nhân. Hữu nhân, hữu là có, hữu nhân. Rồi, xuống dòng. Không đấng sáng tạo chủ, không có đấng sáng tạo chủ. Sorry. Không có đấng sáng tạo chủ. Dòng vô minh
ái, thủ, nghiệp và vật thực bằng bốn nhân quá khứ và một nhân hiện tại. Tụi mình ái thủ nghiệp và vật thực bằng bốn nhân quá khứ và một nhân hiện tại. Rồi, ok, tới đây ha, bắt đầu giảng ha, rồi chép đi từ từ. Thì bây giờ tìm nhân duyên của danh sách, tức là bắt đầu trí tuệ nó truy lùng, nó tìm cái nhân duyên của danh sách này. Khi tìm ra thấy được gì, cái danh sách này mình đang hiện hữu, đang có ở đây đó, là nó phải có nhân, nó do có nhân trong quá khứ, có nhân trong duyên tại vân vân, thì do có hữu nhân thì được gọi là nhân duyên về danh sách, nó có những cái nhân duyên của nó, thì như vậy được gọi là hữu nhân, tức là bằng sự thấy với một cái trí tuệ rõ ràng. À, thấy danh sách này có nhân duyên đàng hoàng chứ không phải là không có, nhưng mà khi truy tìm lại thì không thấy có một cái đấng sáng tạo chủ nào tạo ra danh sách này, bởi danh sách đều do nhân do duyên nó tác thành, nên không có một đấng sáng tạo chủ nào như những chủ thuyết khác. Người ta cho nó có một đấng sáng tạo chủ, một vị thượng đế tạo nên chúng sanh muôn loài, không thì khi chúng ta truy tìm ra sự thật thì thấy là không có một đấng sáng tạo chủ nào, mà tất cả đều do nhân và duyên tác thành. Rồi đó, trí tuệ thấy được cái phần thứ hai. Và thứ ba, trí tuệ thấy được vô minh, ái, thủ, nghiệp và vật thực. Năm cái này nè, bốn cái nhân quá khứ là vô minh, ái, thủ và nghiệp, là bốn cái nhân quá khứ cộng với một cái nhân hiện tại là vật thực. À, thì do năm cái nhân này nó tạo nên cái gọi là con người hay là chúng sanh, là danh là sắc. À, có được là do vô minh, ái, thủ, nghiệp trong quá khứ, do vì vô minh, rồi vì do ái, do thủ, chấp thủ tạo nên những cái nghiệp này nghiệp kia, nó cho ra có được cái danh và sắc. Và khi có danh và sắc là phải có cái vật thực để mà nuôi nó, thì như vậy bốn nhân quá khứ và một nhân hiện tại là nhân duyên tạo nên danh và sắc. Thì như vậy sau khi truy tìm nhân duyên của danh sắc, người ta thấy được rằng danh sắc này là hữu nhân, danh sắc không có đấng sáng tạo chủ, danh sắc do bốn nhân quá khứ và một nhân hiện tại tạo thành. À, chứ không có một cái ai mà tạo ra vấn đề hết. Đó là trí tuệ phân biệt được nhân duyên. Bây giờ nắm được không ạ? Nắm được cho biết đi. Phải ha? Ok, xà thú. Thời tiết ở đây nó lạnh, nó nóng nó lạnh, ta biết là muốn bệnh cái cảm nóng đã qua mai lạnh lại này là, đúng là vô thường, cái này nó dễ sợ. Rồi là chúng ta đã nắm được cái phân biệt về nhân duyên ha. Đúng rồi, xả thứ ha, mình học là mình hiểu được cái vấn đề ha, một cách rõ ràng ha. Rồi khi mình cho đi vào pháp hành là mình phải biết là để tự nhiên tu pháp, mà phải tự nhiên phải hành một cách rất là khách quan, không có bị chủ quan trong đó, không có để, không có tưởng tượng đó, mà để tự nhiên tới mức độ chín mùi, trí tuệ nó sẽ phát sanh. Phát sanh nó sẽ thấy được rõ ràng, chứ không phải là mình ngồi mình tưởng tượng, mình vẽ ra đủ thứ chuyện. Đó là phân biệt về nhân duyên. Rồi bây giờ tới tiếp theo, cái mục kế tiếp là sự sanh có điều kiện. Sự sanh có điều kiện. Sự sanh có điều kiện. À, tức là ở đây mình sẽ thấy được người người tội trí tuệ, người ta sẽ thấy được cái sự phát sanh của cái thân ngũ uẩn này, nó sẽ có cái điều kiện của nó, điều kiện nhân duyên của nó như thế nào, người ta sẽ thấy một cách rõ ràng. Do vậy chúng ta thấy là cái thấy được cái này nó mới đánh tan được tất cả những cái sự mà ngu si dốt nát của chúng ta. Lúc mà mình chưa học pháp, mình chưa biết cái này, mình sẽ tưởng rằng nó là có một cái gì đó, một cái ngã, tự ngã nào đó,
nó làm việc này hay là một cái linh hồn nào nó làm việc này, nhưng mà thực sự không có. Cho nên là sự sanh có điều kiện, cái dòng do có con mắt và cảnh sắc, do có con mắt và cảnh sắc bằng nhãn thức sanh chấm 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 chấm, do có con mắt và cảnh sắc bằng nhãn thức sanh. Nhãn thức sanh rồi chấm 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 ha, là sau đó là liên tục hàng loạt những cái chuyện khác sanh khởi sau và nhãn thức ha. Mình học lộ định tâm mình đã biết ha. Thì như vậy cái sự sanh có điều kiện là do bởi có con mắt, tức là đây nói về do có cái thần kinh nhãn, do nghiệp tạo, tức là có cái thần kinh nhãn mình là do nghiệp tạo chứ không phải mình tạo được. Nó có con mắt và có cái thần kinh nhãn tiếp xúc với cảnh sắc. Do căn và cảnh, hai cái này con mắt nó xúc chạm với cảnh sắc với đầy đủ những yếu tố nhân duyên của nó. Mặc dù dù giờ mình nói có con mắt có cảnh sắc nhưng mà nó thiếu điều kiện nhân duyên nó cũng thấy được. Chẳng hạn như giờ có con mắt, có cái thần kinh nhãn, có cảnh sắc nhưng mà tối hù thì sao thấy? Nó thiếu ánh sáng là mình cũng thấy được. Và không có khoảng không mình cũng thấy được, không có cái sự mà cố ý trong sự tác ý thì cũng phải thấy được. Tại nó do nhiều nhân nhiều duyên nó phối hợp lại, do như vậy do con mắt thần kinh nhãn tiếp xúc cảnh sắc với đầy đủ nhân duyên thì lúc đó nhãn thức nó mới phát sanh. Thì khi nhãn thức phát sanh này nó là có mặt được cái thức này đó, nó không phải là có một cái chúng sanh nào mà thấy được đó, mà bởi do có con mắt và do có cảnh sắc thì nhãn thức phát sanh. Và nhãn thức phát sanh sau đó những loạt hàng loạt hàng triệu 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 sắc ma tâm nó sanh diệt theo sao. Thì như vậy là sự sanh có điều kiện chứ không phải là không có điều kiện. Thì như thế nào? Do có cái lỗ tai có âm thanh thì nhĩ thức sanh vân vân, thì những cái căn khác nó cũng đều tương tự như vậy hết ha. Thì khi mình lấy một cái thí dụ mình sẽ thấy được những cái căn khác nó đều phải có nhân duyên kết hợp hết, chứ không có cái gì mà tự nhiên nó mà có, là không có gì mà được đứng nào tạo ra được, không có vấn đề đó. Đây là sự sanh có điều kiện. Cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng vậy. Tức là cả ba thời luôn. Thì mình ghi ra cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng vậy. Trong thời quá khứ nó cũng vậy, phải có những cái điều kiện như vậy. Trong thời hiện tại nó cũng vậy. Và vị nó đều cũng vậy hết. Nó đều sự phát sanh đều phải có điều kiện của nó mới phát sanh được. Và ra được cái danh và sắc như thế nào đó thì phải có đầy đủ điều kiện. Sự sanh có điều kiện là như vậy. Cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng vậy. Rồi, xuống dòng, mình đánh bông lại dòng. Tất cả hoài nghi được loại trừ do nhờ thấy hiểu như vậy. Tất cả hoài nghi được loại trừ do nhờ thấy hiểu như vậy. Tức là lúc này khi mình thấy được như vậy, mình mục kích được với bằng trí tuệ, mình thấy được cái sự việc nó xảy ra như vậy đó, thì những cái mối hoài nghi này kia mà sẽ được loại trừ. Do nhờ thấy được cái này, chỉ cần đơn giản thấy vậy thôi. Quá dễ cái gì ha. Chứ còn mình thấy được, mình thấy rõ ràng như chân thật, do mình thấy cái thần kinh nhãn mình nó sanh khởi, bắt được cảnh sắc, những hạt cảnh sắc nó vô trong thần kinh nhãn như thế nào, rồi nó phát sanh nhãn thức ra sao. Thì mình thấy cách dễ dàng ha. Ai thấy được chưa? Ai thấy được cái này chưa ta? Chắc cũng chưa luôn. Nắm được chưa, hiểu được cái nhân duyên này chưa? Cái gì nắm được không, hiểu hiểu ý là chuyện, rồi giờ mình chứng ngộ nữa là làm chuyện khác nữa. Thành ra khi chúng ta học đi sâu vào những vấn đề này mình mới thấy được những cái cách mà nói này nói kia nói nọ đều là những cái giống như là vẽ tranh. Vẽ tranh nói chuyện
Nhưng mà thật sự chưa ai thấy được những vấn đề này. Phàm phu mình hay tưởng tượng rồi hay vẽ chế biến rồi viết sách rồi nói lý luận đủ thứ kiểu nhưng mà thực sự không dễ gì mà thấy được những điều này, nó rất là khó, phải trí tuệ mạnh mẽ lắm mới thấy được. Mà cái này chỉ là vòng ngoài đó, tức là chỉ chúng ta mới đi bước vào sơ sơ một một vài một cái bước đầu, những cái tuệ nhỏ nhỏ đầu là mình đã không có rồi. Thì đừng có mong gì mà mình tung hô rồi tự nói là vô ngã hay là chắc tích thì không vậy đó. Nói cho vui đó. Và giờ là tất cả hoài nghi loại trừ rồi. Suy vọng năm mối hoài nghi, suy vọng hoài nghi hay chấm là năm mối hoài nghi về quá khứ. Hoài nghi suy vọng năm mối hoài nghi về quá khứ. Tức là người ta cho mình biết là những sự hoài nghi nó phát sinh như thế nào đó. Thì là năm mối hoài nghi về quá khứ. Trong quá khứ ta có mặt chấm hỏi hay không có mặt chấm hỏi. Trong quá khứ ta có mặt chấm hỏi hay không có mặt chấm hỏi. Ta là gì trong quá khứ chấm hỏi. Ta là gì trong quá khứ chấm hỏi. Ta như thế nào trong quá khứ chấm hỏi. Ta như thế nào trong quá khứ chấm hỏi. Bốn phải không? Ta không ta trong quá khứ ta không có ta có mặt chấm hỏi. Một, y không có mặt là hai. Ta là gì trong quá khứ là ba. Ta như thế nào trong quá khứ là bốn. Và thứ năm là ta đã là gì sau khi là gì trong quá khứ chấm hỏi là năm. Ta đã là gì sau khi là gì trong quá khứ. Là khi một người chưa có trí tuệ thấy được những cái vấn đề này thì đặt ra rất là nhiều cái sự sự hoài nghi, suy nghĩ hoài nghi đủ thứ ở trong quá khứ mình có mặt hay không, hay là không có mặt, hay là do tự nhiên mình do cha mẹ là phối hợp nhau để mà cho nó mình ngay hiện tại thôi, chứ trong quá khứ chắc mình không có mặt, có mặt hay không hay là không có mặt, hay là quá khứ có thì mình là gì trong quá khứ, như thế nào trong quá khứ. Và trong khi mà ta đã là cái gì sau khi là gì nữa, thì trong quá khứ thì ta là cái gì và sau đó là gì. Đó là những cái sự hoài nghi và lung tung về những cái nghi ngờ về trong cái đời sống quá khứ. Mà những cái này là những có thật nha mày. Những người có thường hay sống nội tâm suy tư, người ta cũng hay suy nghĩ như này. Tôi như là nhớ hồi xưa có người ta nói suy nghĩ về ta có mặt do mẹ ta, cha ta sinh ra ta, phải không? Rồi cha ta do ai sinh ra, rồi mẹ ta do ai sinh ra, là do ông nội bà nội ngoại ngoại, rồi ông nội bà nội ngoại ngoại do ai sinh ra, rồi cứ hỏi hoài, mình đặt câu hỏi tới tận cùng luôn thì nó khủng khiếp luôn, ra cái số con số mà phải nói là khủng khiếp, tận cùng là cái số mà cái người này đẻ hai người đẻ người hai người đẻ người, thì mình thấy cái vấn đề nó kinh hoàng, thấy số nhỏ thì đi càng tới vô cùng. Như vậy chúng ta thấy rồi suy luận âm ra từ từ giống như khùng luôn. Rồi cái từ từ ra những công án thiền luyện thiền kia đủ thứ không, tiếng vỗ một bàn tay âm thanh đi về đâu đủ thứ vậy. Cho mình cái trí tuệ mình siêu quá là mình suy nghĩ tùm lum tà la, thì những mối nghi này là trong quá khứ là đều có hết, là chúng ta thường có những cái nghi hoặc trong quá khứ mình là gì, từ đâu ra, mình đâu tới, mình có ra sao này kia, tự thứ gì ha, đó là năm mối nghi về quá khứ. Rồi năm mối nghi về tương lai, năm mối nghi về tương lai thì cũng giống vậy ha, cũng giống vậy.
trong tương lai có mặt hay không, trong tương lai ta có mặt đóng mặt cái đóng dấu hỏi cái hay không có mặt đóng hỏi, ta sẽ làm gì trong tương lai, ta sẽ như thế nào trong tương lai, sau khi là gì ta sẽ là gì trong tương lai, suy nghĩ tùm lum vậy ha. Thì năm mối nghi về tương lai cũng giống như trên, nhưng mà nó đổi hiện tại yêu quá khứ nó thành tương lai. Quá khứ với tương lai nó có cái sự suy tư giống nhau như trên ha. Rồi tới sáu nghi về hiện tại, sáu mối nghi về hiện tại. Sao mọi người hiện tại, hiện tại ta có mặt chấm hỏi hay không có mặt chấm hỏi, hiện tại ta có mặt chấm hỏi cái, không có mặt là hai cái nào là chấm hỏi. Hiện tại ta là gì? Chấm hỏi. Hiện tại ta là gì? Chấm hỏi. Ta như thế nào trong hiện tại? Chấm hỏi. Ta như thế nào trong hiện tại? Chấm hỏi. Từ đâu tự ngã này đến? Từ đâu tự ngã này đến? Chấm hỏi. Tự ngã này sẽ đi về đâu? Chấm hỏi. À, bắt đầu có những cái sự hoài nghi về hiện tại. Và hiện tại ta có mặt hay không? Có mặt... mình thấy vậy chứ không biết phải vậy không, có vậy sao mất đó, có người có đó thì chết đó, thì hiện tại nó có mặt hay không hay là nó không có mặt hay là như thế nào, hoài nghi tùm lum. Hiện tại ta là cái gì, ta là gì và như thế nào, thế nào mình suy xét rồi lý luận đủ thứ chuyện ha. Rồi ta như thế nào trong hiện tại, như thế nào cái thân xác này nó như thế nào, nó diễn biến như thế nào ra sao, hoàn toàn mù tịch ha. Rồi bắt đầu nghĩ tới tự ngã, từ đâu cái tự ngã này đến, tức là cái linh hồn này từ đâu nó đến, ai tạo nên, ai đặt ra, ai đã bắt cái linh hồn bỏ vô, suy diễn đủ thứ chuyện ha. Rồi sau khi chết tự ngã này sẽ đi về đâu, thì ngay trong hiện tại thì có sáu cái mối nghi về hiện tại. Thì chúng ta thấy rằng cái sự hoài nghi là nó có năm mối nghi về quá khứ, năm mối nghi về tương lai và sáu mối nghi về hiện tại. Đa phần chúng ta bị lọt vô trong những cái sự nghi ngờ này. Cho nên mới đưa đến cái tri kiến là điên đảo, kiến trù lâm, kiến quan tưởng đủ thứ chuyện. Đó là vấn đề về những cái mối nghi. Rồi thêm một phần nữa là xong rồi. Duyên danh sắc, viết chữ hoa là duyên danh sắc. Đúng rồi, khi đạt sơ quả thì đoạn nghi tịnh mà xong ha. Đạt lấy sự quả là cái tâm sở mình diệt rồi, thấy rõ đó, như vậy thấy rõ được đó. Trí tuệ mình phát sanh thấy rõ được. Giống như nít, chuyện nít mà bị dụ ha. Con ngoan giỏi, ông già Noel phát kẹo phát bánh, nhắm mắt ngủ giấc dễ thôi, có kẹo bánh bị mà khi mình lớn không biết được, mày xạo dụ người ta. Nhưng bây giờ mình biết được rồi, đó nói là cái đây là ta là thân này là do thượng đế tạo lên, nhưng mà khi mà hành thiền mình đắc được, chứng được sơ thiền, chứng được sơ đạo sơ quả thì mình thấy được ồ, như chân như thật, như danh sắc này, cái con khỉ gì đâu, còn sự sanh diệt, sự nối tiếp nhau do dân do duyên hết, thì mình chứng đắc được sơ đạo sơ quả thì những sự hoài nghi về cái thân này đều tan biến hết. Tan biến hết. Duyên danh sắc, dòng danh có hai chấm, chung và riêng. Danh có hai chấm, chung và riêng. Ví
Vì thấy kinh khiếp không? Nội là cái danh sắc mình thôi á, mình muốn hiểu được nó là cả một cái vấn đề chứ không phải một chuyện đơn giản ha. Bởi vì trí tuệ của một bậc chánh đẳng giác mà ngài thấy được tất cả những cái vấn đề một cách sâu thẳm, à, ngài dạy lại cho chúng ta mà nhờ nhiều người ta chê tao không học, chê nó học mất công, hành thấy liền vô hành là thấy thấy gì không hiểu nổi. Rồi danh có hai, chung và riêng. À chung hai chấm, à chung hai chấm có à. À chung hai chấm, sáu căn sáu trần à. Phải vì tất cả loại tâm thiện phải bất thiện đều sanh do duyên ấy, vì tất cả tâm thiện bất thiện đều sanh do duyên ấy. Sáu căn sáu trần đánh cho mặt kép cái vì tất cả loại tâm thiện tâm bất thiện đều duyên thì sanh do duyên ấy. Được chưa? Đó là phần chung, nói về sáu căn và sáu trần là chung, cho tâm thiện và tâm bất thiện tất cả đều sanh do từ cái duyên này. À, do từ mắt tai mũi lưỡi thân ý duyên với lại sắc thinh khí vị xúc pháp sáu căn duyên sáu trần phát sanh ra những tâm thiện tâm bất thiện đều do gì? Sáu này sáu sáu này ha, các pháp sáu đó à, đều gọi là chung, có duyên chung à, đó là chung. Rồi đó là sáu căn sáu trần, hiểu vậy nắm được cái này không? Và cái duyên thuộc về chung về danh đó, có hai là chung và riêng là danh pháp đó. Là chung là do sáu căn sáu trần là một cái chung, cho tâm thiện và tâm bất thiện đều là do duyên từ cái này là chung ha, tâm thiện tâm thiện đều do nó hết đó, đều gọi là chung. Rồi B riêng hai chấm, riêng hai chấm tác ý là duyên riêng biệt, tác ý là duyên riêng biệt hai chấm, tác ý là duyên riêng biệt. Chuyển dòng gạch là dòng như lý tác ý, như lý tác ý nghe diệu pháp vân vân chỉ là duyên cho thiện tâm, như lý tác ý phải nghe diệu pháp vân vân chỉ là duyên cho thiện tâm. À, tức là như lý tác ý tức là người nào mà tác ý đúng pháp thì nó là cái duyên để cho thiện tâm phát sanh. Như vậy khi mà người có như lý tác ý thì đúng của nó thì thiện tâm phát sanh, à, chỉ có thiện tâm phát sanh thôi, à, hoặc là nghe diệu pháp, nghe những pháp cao pháp chánh thì là duyên để cho thiện tâm phát sanh chứ không có bất thiện tâm được. À, như vậy là khi mà mình có một cái khéo léo về cái tác ý, à, thì như thế nào là khéo léo về tác ý, là những cái tác ý nào mà đưa đến cái thiện tâm phát sanh cái tâm thiện thì đó là như lý tác ý. Và khi mình nghe diệu pháp một cách là cẩn thận thì làm duyên cho thiện tâm phát sanh, đó là về cái riêng là tác ý duyên riêng biệt. Rồi xuống dòng phi như lý tác ý là duyên cho bất thiện, phi như lý tác ý là duyên cho bất thiện, à, tức là không khéo tác ý hoặc là tài duyên cho bất thiện. À, tức là cho nó chỉ là duyên cho bất thiện thôi chứ nó không có duyên cho thiện, thành ra phi như lý tác ý là duyên cho bất thiện, đó là riêng.
Đi, bây giờ nghiệp là duyên cho tâm quả dị thục sanh, nghiệp là duyên cho tâm quả dị thục sanh. À, tức là do nghiệp quá khứ làm duyên cho cái tâm quả dị thục sanh. À, đó là do riêng biệt, là do nghiệp là duyên cho tâm quả dị thục sanh. Rồi xuống dòng, hộ kiếp là duyên cho tâm kháng môn sanh. Hộ kiếp là duyên cho tâm kháng môn sanh. À, ví dụ hộ kiếp làm duyên để cho kháng ngũ môn hay là kháng nhĩ môn sanh, thì đó là hộ kiếp làm duyên cho tâm kháng môn sanh. Rồi xuống dòng, sắc nghiệp, sắc hay chấm đi, sắc hay chấm, nghiệp, tâm, thời tiết, à, đúng rồi đó. Thì cái hậu kiếp làm duyên cho cái tâm kháng môn sanh sao, rồi sắc hay chấm, nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. Nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực là duyên cho sắc sanh khởi đầu bởi nghiệp. Sắc, nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực là duyên cho sắc sanh khởi đầu bằng khởi đầu bởi nghiệp. Tính sắc, nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực là duyên cho sắc sanh khởi đầu bởi nghiệp. Tức là cái những cái sắc như nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực á, nó là duyên cho cái sắc sanh khởi ở khởi đầu bởi do nghiệp quá khứ nó cho sanh ha. Vì vậy đó là về sắc. Rồi số dòng, nghiệp quá khứ duyên sắc do nghiệp sanh. Nghiệp quá khứ duyên sắc do nghiệp sanh. Và những cái phần từ cái chỗ nghiệp trở đi, nghiệp rồi hộ kiếp rồi sắc rồi cái số là phần riêng biệt đó, mình đánh nhân qua thị riêng ha. Đấy, quên nhắc cái gì đó. Nghiệp quá khứ là duyên sắc do nghiệp sanh. Tức là nghiệp quá khứ. À, trong những cái nghiệp mà mình đã làm trong thời quá khứ đó, nó là duyên duyên cho cái sắc nghiệp đó sanh. À, thì nó là một một duyên là do cái nghiệp quá khứ. Rồi xuống dầu, tâm là duyên khi sắc đang sanh. Tâm là duyên khi sắc đang sanh. À, tức là tâm nó sẽ làm duyên, tức là lộ từ tâm nó diễn tiến ra những lộ từ tâm, thì khi những lộ từ tâm này nó sanh, nó làm duyên cho những cái sắc đang sanh nó sanh theo luôn. Đó theo thì là tâm là duyên khi sắc đang sanh. Rồi xuống dòng, thời tiết và vật thực là duyên trong trú thời của chúng sanh. Thời tiết và vật thực là duyên trong trú thời của chúng, vậy đây của chúng cho sắc, cho thời tiết và vật thực sanh. Thời tiết và vật thực là duyên trong trú thời của chúng cho sắc, do thời tiết và vật thực sanh. Thời tiết và vật thực là duyên trong trú thời của chúng cho sắc, do thời tiết và vật thực sanh. Thời tiết và vật thực là duyên trong trú thời của chúng cho sắc, cho thời tiết và vật thực sanh.
tức là thời tiết và vật thực này nó là duyên. Trong trú thời, tức là trong cái thời bình nhật á, trong cái thời bình nhật của nó đó, tức là thời tiết vật thực là duyên, trong trú thời bình nhật của chúng cho sắc, nó cho ra cái sắc pháp. Tức là do thời tiết vật thực, trong cái thời trú thời nó cho ra cái sắc, do thời tiết và vật thực làm sanh ra, làm phát sanh ra cái sắc đó. Thì sắc do thời tiết, sắc do vật thực là trong cái thời trú thời, thì là do thời tiết và vật thực nó làm duyên để nó sanh ra cái loại sắc nào đó đó, do thời tiết và vật thực sanh. Cái câu này khó khó viết lên chút xíu ha, thì viết thì mình đọc mình hiểu không, nắm được chưa? Tức là cái sắc mà được sanh ra trong trú thời là do thời tiết và vật thực nó làm duyên để nó sanh. Đáp được không ạ? Alo. Đáp được chưa? Có Nhung nắm được chưa? Tức là thời tiết và thực là duyên trong trú thời, và duyên trong trú thời của chúng là phải cái này, cho sắc, cho sắc, do thời tiết và vật thực sanh. Tức là cái sắc mà được phát sanh trong cái thời bình nhật do thời tiết và vật thực nó làm cho phát sanh á, thì lúc đó là thời tiết và vật thực là duyên trong trú thời. Thời tiết và vật thực là duyên trong trú thời ha, của chúng ha, và duyên trong trú thời của chúng, tức là cho ra cái sắc do thời tiết và vật thực sanh. Lột sọn chứ. Ok, nắm được không? Ok. Và còn một cái đoạn cuối nữa thì mình học cho xong cái phần này ha. Nắm được không? Cho biết đi, cho biết đi, tiếp luôn là quán theo 12 nhân duyên. Quán theo 12 nhân duyên. Rồi, ok ha. Rồi, quán theo 12 nhân duyên. Cái dòng chiều nghịch hai chấm. Chiều nghịch. Đây là già chết của các hành. Phải. Già chết này có mặt khi có sự sanh ra. Đây là già chết của các hành. Phải. Già chết này có mặt khi có sự sanh ra. Tức là bắt đầu đi ngược ha, tức là già chết, cái sự già sự chết là sự vận hành của cái sự già chết này đó có mặt bởi vì do có sự sanh, tức là sanh lão tử đó, thì bắt ngược từ lão tử đi ngược lại ha. Già chết là do có mặt, là do có sự sanh. Rồi mình ngược lại thì sanh có mặt khi hữu có mặt, sanh có mặt khi hữu có mặt, ghi thêm câu đi để cho dễ hiểu ha. Sanh có mặt khi hữu có mặt chấm 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 chấm. Nếu xuyên ghi hết ra ha, rảnh thì ghi ra ha. Sanh có mặt khi hữu có mặt, tức là khi mà sanh có mặt đó, là do bởi có hữu có mặt nên mới có sanh có mặt. Sanh có mặt khi hữu có mặt, rồi ngược nữa là hữu có mặt khi thủ có mặt, rồi thủ có mặt khi ái có mặt, ái có mặt khi thọ có mặt, thọ có mặt khi xúc có mặt, xúc có mặt khi sáu nhập có mặt, sáu nhập có mặt khi có thức có mặt, thức có mặt khi có hành có mặt, hành có mặt khi có vô minh có mặt. Đi ngược một vòng, đi ngược lại do có cái do cái này có, cái kia mới có, cái này sanh kia mới sanh, đi ngược lại mình sẽ thấy được vấn đề ha. Thì thủ có mặt ngồi quán chiếu rồi, do thủ có mặt rồi khi có ái có mặt nó mới có thủ được, rồi thọ có mặt khi có xúc có mặt. Khi mình có những cảm thọ là do có xúc có mặt, rồi xúc có mặt khi có sáu nhập,
nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nhập không? Xúc có mặt thì nhập có mặt, xá nhập có mặt, khi thức có mặt, khi thức có mặt thì hành có mặt, khi hành có mặt thì vô minh có mặt. Là vấn đề đi ngược hay quán hay chiều ngược, vì nắm được mà nắm được không? Nếu mà rảnh thì mình ghi hết luôn ha, quý vị có thể ghi hết rồi xong ha. Cô cho Nguyễn có thể ghi hết luôn ha, ngược lại ha. Đó là chiều chiều nghịch. Rồi tới chiều thuận thì như vậy ha, chiều thuận. Vô minh dương hành chấm 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 là mình nói chiều thuận. Quán thì chiều thuận. Mà vô vô minh dương hành, hành thức thức kiến sắc sắc làm như là chiều thuận. Thì đi ngược rồi thôi. Đi xưa giờ đi ngược. Đúng rồi, học xong mình thấy điều nói mình thấy liền ha. Nó đi ngược lại, hãy do già chết thì do có sanh. Sanh cái mặt. Mày có mặt, thủ có mặt do thủ có mặt, thủ có mặt do ái có mặt, ái có mặt do thọ có mặt, thọ mặt do xúc có mặt vậy đó, mình gom ghi ra hết rồi. Thì giờ mình ghi theo cái chiều chiều nghịch để cho mình thấy được, hãy mà cái này có do cái kia có nó mới có. Cái này xanh cái kia xanh nó mới có, mình quan sát như vậy mình sẽ thấy vấn đề. Và bây giờ tới chiều thuận thì vô minh là duyên cho hành, là có vô minh mới duyên cho hành, hành nhận thức thức duyên sắc sắc luôn nhập xuất thoải luôn nó duyên nha. Thì như này chiều thuận là mình quán theo chiều thuận, quán theo chiều thuận nó đi theo cái vấn đề như vậy. Được chưa? Chiều thuận ghi chiều thuận là cho sơ cái đi, vô minh duyên hành chấm 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 là chiều thuận. Là cái chiều nghịch đó thì ghi cho đúng lại, chiều nghịch thì ghi cho đúng. Rồi già chết thì có mặt thì khi có sự sanh, sanh có mặt khi hữu có mặt, hữu có mặt khi thủ có mặt, thủ có mặt khi ái có mặt, ái có mặt khi có mặt, thọ có mặt khi xúc có mặt, xúc có mặt khi sáu nhập có mặt, sáu nhập có mặt khi thức có mặt, thức có mặt khi hành có mặt, hành có mặt khi vô minh có mặt. Đó là toàn bộ 12 nhân duyên đi theo chiều ngược. Như vậy khi mình quán như vậy được là sự hoài nghi đã được loại bỏ. Sự hoài nghi về các pháp đã được loại bỏ do thấy được rõ ràng tất cả đều do có nhân có duyên nó mới có mặt. Rồi khi mà không còn nhân duyên nữa thì tất cả tự động nó tan biến ha. Thì như vậy hoài nghi được loại bỏ ngay từ cái sự mà do quán chiếu này. Thì như vậy giờ quý vị ngồi, quý vị cứ tụng nha. Tụng tụng theo chiều ngược thì xui đó, tụng lát cái lát luôn quần à. Tụng chưa? Xong chưa quý vị? Alo, còn nghe không? Còn không? Rồi như là xong ha, nắm được cái phần này phải không? Nắm được hết phần này không? Rồi như vậy là mình đã chấm dứt được cái phần thứ tư rồi ha. Về tri kiến tịnh ha, nắm được rồi ha. Là đạo phi đạo tri gì đó gì mới nói của quên đó, gọn nghi tịnh đó. Bây giờ tuần tới là mình đi vô cái phần thứ năm, đạo phi đạo tri kiến tịnh. Thứ năm là đạo phi đạo tri kiến tịnh, tuần tới nha. Đạo phi đạo tri kiến tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh. Thì trước nãy là gì? Đoạn nghi tịnh, tuần tới là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Rồi ok, chúng ta mời đây.
Dạ, con kính chào đạo tràng, kính chào thầy kinh. Thứ nhất, con hình thầy cái con muốn cái đông chiều nãy đông chiều ghi á, sanh hữu ái hình như là thiếu cái thiếu cái danh sắc như vậy thầy, phải không thầy? Dạ, thiếu cái danh sắc thủ ái thọ xúc và là lục nhập và danh sắc, con thấy như thiếu cái đó một cái đó. Về cái đông chiều ghi á, xin đông chiều sửa lại cái đó. Bởi vì con có câu, dạ, và bây giờ con muốn hỏi thầy vấn đề này. Thưa thầy, khi mà cái người mà có được đắc vào đạo quả, có khi ở cái cõi dục này họ đắc được sơ tiền, và khi họ chết họ không có hoại thiền thì họ sẽ sanh về cõi sơ thiền. Mà trong cái cõi sơ thiền đó, con muốn hỏi thầy là họ về cái tâm quả. Nhưng trong cái tâm quả đó, con muốn hỏi thầy, vậy cái lúc ở trên cái cõi sơ thiền đó, cái tâm sân thì tạm thời là nó vắng mặt trong cái cõi phạm thiền. Vậy những cái tâm dục giới khác như là cái tâm tham, tâm si, vậy cái người cả phạm thiên trên đó vẫn có những cái tâm dục giới hả thầy? Là những cái họ vẫn có cái tâm tham giống như mình, hay là cái tâm si, hay là họ chỉ đèn, hay là họ sống trong cái tâm sắc giới của họ thôi. Là ý là con muốn hỏi về vấn đề đó. Và thứ hai là cái người trên cái cõi phạm thiên đó thì cái tâm kháng ngũ môn là họ sẽ không có, phải không thầy? Họ chỉ có cái tâm kháng ý môn. Vậy con muốn hỏi thầy có thể giải đáp thắc mắc là khi cái người mà sanh về cái cõi đó, cái tâm của họ là tâm gì, và họ là người tam nhân, đúng là họ trên đó là họ đã là người tam nhân, và họ thì không biết là họ có thể tu được thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà con muốn thầy xác định với con là có tâm kháng ngũ môn và cái tâm tham, tâm sân, tâm si á, trong cái dục thì họ không có, hay là họ chỉ sống trong cái tâm sắc giới, hay họ phải tu tiếp để họ lên cái tâm cái cõi nhị thiền, tam thiền, vân vân. Dạ, xin thầy giải thích cho con. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Sao lắm. Ủa, Chánh tâm không học cái bài này à? Trong cái lộ trình tâm dinh học chắc bỏ sót rồi sao? Thì bị trên cõi thiền ngoại trừ tâm sân ra, họ vẫn có như thường, cái đời sống mình nhật họ vẫn có bình thường. Cái tâm quả được sinh là tâm quả sơ thiền sắc giới hả, thì nó chỉ là làm cái tâm bị tục sinh hậu kiếp tử thôi, còn trong đời sống mình nhật họ vẫn có nha. Nó bình thường chứ đâu có gì đâu, trừ ngoại trừ cái tâm sân. Bởi vì tâm sân họ trên đó thì là họ đã là tạm ngưng được cái vấn đề đó, họ không còn có sân nữa, nhưng mà vẫn có khác ngũ môn như thường. Tại vì những vị phạm thiên nó có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, có nhãn nhĩ đầy đủ chứ phải có cái khác ngũ môn chứ. Tỷ thiệt thân thì không có thôi, nhưng mà nhãn nhĩ thì có. Chắc bị sót bài rồi ha. À, bị sót bài, tức là vẫn có kháng ngũ môn, tức là có thần kinh nhãn là phải có kháng ngũ môn, kháng ngũ môn sanh mới là nhãn thức sanh được. Thì do như vậy những vị cõi đời sắc giới ta vẫn có thể tu thiền tứ niệm xứ được, do mắt thấy tai nghe họ có thể tu được. Nhưng mà cõi vô sắc á, mà phàm phu mà sanh lên cõi vô sắc á, thì chịu thua là tu không được, bởi vì không có sắc, không có những hệ thần kinh, mình đang không có quán xét được cái vấn đề đó là có khó. Phạm phu là chỉ có một thánh tu đồ bờ trở lên đó, thì trên đó thì ta có thể tu được. Còn cõi sắc giới thì có đầy đủ không, vẫn thấy vẫn nghe được, vẫn có khác ngũ môn, vẫn có tiếp thâu quan sát đầy đủ không. Rồi như này là bị sót bài rồi đó, bị học bị sót cái bài về lộ tự tâm, về lộ thiền, lộ nhập thiền đó.
Rồi hôm nay mình đã được học xong một thêm một cái hai cái loại giác nữa ha. Học xong 16 loại chắc quý vị đắc luôn ha. Rồi cũng cầu mong vậy ha. Do phước báo hôm nay mình cầu cho tất cả luôn được năm pháp sắc lâu sắc đẹp ăn sức mạnh và sớm đi về thành tựu chân trí đồng niệm nhờ cả thể. Bao tu sập tâm an lạc ra căn tu sập đề và ta sập và bồ tát nu pha về na sa la sa thi pha văn tu thế. Bao tu sập tâm an lạc ra căn tu sập đề và ta sập và tham ma nu pha về na sa la sa thi pha văn tu thế. Bao tu sập tâm an lạc ra căn tu sập đề và ta sập sanh kha nu pha về na sa la sa thi pha văn tu thế. Nam mô Bồ Tát Nhất, Nam mô Tam Bảo Nhất, Nam mô Sa Di Đà. Ý kiến tuần sau chuyển qua học Zoom, quý vị thấy, thấy sao? Tuần sau qua học Zoom là chuyển qua cái phần cái Zoom đó. Tuần sau qua Zoom ha, quý vị rồi điều cho số mật mã số gì đó để mọi người ta qua Zoom này có rõ được. Nào cũng được thì cho số bên để ghi số lên điều. Gì đó? Số phòng cái zoom đó post cái số lên thì cái gì qua đó mình học cũng rõ lắm, hình ảnh rồi coi được luôn đó. Cũng rõ mà Triều biết cách làm bài chưa, biết cách bài nó chưa, còn biết hỏi Châu là Châu biết là chỉ cho gì đây mã phòng mật mã rồi ok đó là vô cái mã nó cái zoom trước 9937427424 rồi lấy bốn số cuối này đánh đề bốn số cuối này đánh đề là trúng số một đắc trúng được chục tỷ cái, xây cái thiền viện nhỏ nhỏ bánh tre là ok ha. Dùm chung lúc này vậy là lỡ bỏ công mua mất công lắm, dùm chung như đây rồi ok này giống như vậy đúng rồi. Rồi ai có phải ngoại chưa có thì nhớ ghi vô, ghi xuống để mà vô vô rồi 7424 nha, đánh đề ai trúng được cho biết nha, trúng được Hồng Phước xây thiền viện. Ở giờ dắt sao này cũng vậy phải không, cũng là giờ Việt Nam là 7:30 giờ dắt cũng vậy ha. Rồi ok rồi giờ mời Triệu lên nha.